Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa hoàn thiện một bản dự thảo nghị định sửa đổi nhiều nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong nông nghiệp. Trong đó đề xuất cắt giảm 131 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 345 điều kiện kinh doanh mà Bộ này đang quản lý. Theo kế hoạch thì ngay sau khi Bộ Tư pháp thẩm định xong thì dự thảo nghị định sẽ được trình chính phủ xem xét ban hành trong tháng 6 năm 2018. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cho rằng những điều kiện kinh doanh dưới luật đang trói doanh nghiệp thực hiện quyền tự do kinh doanh. Và trong tổng số 131 điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm, sửa đổi trong dự thảo nghị định, thì nhiều nội dung mới chỉ là lược bỏ các từ ngữ chung chung hay đưa ra những dẫn chiếu không cụ thể đến những văn bản luật khác, chứ chưa phải là cắt giảm điều kiện kinh doanh cụ thể. Câu chuyện về những điều kiện kinh doanh ngành nông nghiệp có thực sự gây khó cho doanh nghiệp hay không sẽ được chúng tôi tìm hiểu trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Điều kiện kinh doanh ngành nông nghiệp gây khó cho doanh nghiệp. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lĩnh vực nông nghiệp hiện có 33 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 345 điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, phản ánh của nhiều doanh nghiệp trong ngành này cho biết họ gặp rất nhiều rào cản từ các điều kiện kinh doanh nêu trên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến số lượng và quy mô doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn vừa qua còn khiêm tốn, chỉ chiếm gần 1% tổng số doanh nghiệp hiện nay. Lĩnh vực nông nghiệp hiện có 33 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện với 345 điều kiện kinh doanh. Các ngành nghề kinh doanh này được quy định tại 5 luật, 2 pháp lệnh và 7 nghị định. Về nguyên tắc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuân thủ nguyên tắc 3-0 nhằm cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đó là không quy định lại những điều kiện mà các ngành nghề khác đã quy định, không quy định những điều kiện mà nhà nước không thực sự phải quản lý nhằm tạo tính chủ động và chịu trách nhiệm trong nông nghiệp, và không quy định những điều kiện về quy trình, tổ chức quản lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong điều kiện đầu tư kinh doanh. Theo đó, Bộ đã đề xuất cắt giảm 131 điều kiện kinh doanh thuộc 11 ngành nghề kinh doanh có điều kiện như thú y 36 điều kiện, thức ăn chăn nuôi 13 điều kiện, quản lý chất lượng 30 điều kiện, sản phẩm biến đổi gen 6 điều kiện, bảo vệ và kiểm dịch thực vật 23 điều kiện. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cho rằng những điều kiện kinh doanh dưới luật đang trói doanh nghiệp thực hiện quyền tự do kinh doanh. Và trong tổng số 131 điều kiện đầu tư kinh doanh dự kiến cắt giảm, sửa đổi trong dự thảo nghị định, nhiều nội dung mới chỉ là lược bỏ các từ ngữ chung chung hay đưa ra những dẫn chiếu không cụ thể đến những văn bản luật khác, chứ chưa phải là cắt giảm điều kiện kinh doanh cụ thể. Có thể dẫn ra những ví dụ điển hình như sau. Là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh, cung cấp nông sản, thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng và là cầu nối liên kết với các trang trại, các nhà cung cấp nông sản, thực phẩm từ hàng chục năm nay. Nhưng doanh nghiệp này không nằm ngoài những doanh nghiệp đang làm về nông nghiệp, gặp khó khăn với các điều kiện kinh doanh của ngành nông nghiệp. Trong việc mà cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho công ty chúng tôi là kinh doanh nông sản thực phẩm. Như trước kia người ta ghi chữ là đủ điều kiện để kinh doanh hàng nông sản thực phẩm. Nhưng bây giờ đã ghi rõ là đủ điều kiện để kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau, củ, quả. Có nghĩa là gì? Chúng tôi bị giới hạn trong phạm vi đó, nếu muốn kinh doanh mới lại phải đến xin phép lần nữa. Dạ, đấy là có một số cái điều mà cơ quan chức năng thì thấy là cải tiến nhưng chúng tôi thấy nó hơi bất tiện. Nên chăng vẽ chúng tôi một vòng tròn, chúng tôi được phép chạy trong vòng tròn đó. Không những vậy, các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp còn đang đối mặt với những điều kiện kinh doanh mà họ cho là vừa thừa vừa vô lý. Nhưng dự thảo nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì chưa đề cập đến. Ví dụ như, trong lĩnh vực quản lý thuốc thú y, trước năm 2016, doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc mua thuốc của ai, nhập về sản xuất thế nào. Nhưng theo thông tư 13 năm 2016 về quản lý thuốc thú y, quy định nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất thuốc thú y thì doanh nghiệp phải có giấy phép nhập khẩu dù là số lượng nhỏ. Và khi về cảng, cơ quan nhà nước lấy mẫu kiểm nghiệm, nếu đạt thì cấp phép. Doanh nghiệp phản biện rằng, chứng tỏ cơ quan nhà nước đang ôm lấy phần việc của doanh nghiệp. Trong khi doanh nghiệp nhập về phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, bán ra theo tiêu chuẩn sản xuất, hậu kiểm là các cơ quan quản lý ngành thú y. Điều này đang gây bức xúc cho rất nhiều doanh nghiệp. Trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật cũng tồn tại rất nhiều điều kiện gây bức xúc
bởi những quy định thiếu tính thực tiễn. Chẳng hạn như quy định công bố hợp quy, hợp chuẩn, doanh nghiệp được thuê đơn vị chức năng làm. Tuy nhiên, sau khi có kết quả, doanh nghiệp phải đem toàn bộ thủ tục, quyết định hồ sơ công bố chất lượng thuốc bảo vệ đến Chi cục Bảo vệ thực vật để tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, hợp chuẩn. Doanh nghiệp phải đi lại rất nhiều lần với thủ tục này, và đây là điều vô lý và nhiều thủ tục hành chính rất chồng chéo và gây tốn kém thời gian cho doanh nghiệp. Hay trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật này cũng có quy định, nhà xưởng phải được bố trí trong khu công nghiệp. Doanh nghiệp thì phản biện lại rằng, có rất nhiều nhà máy đã được cấp phép xây dựng, tiêu tốn hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, giờ phải di rời vào khu công nghiệp thì liệu có khả thi hay không? Và có cần thiết hay không? Sẽ gây ra những nguy hiểm cho sự sống còn của các doanh nghiệp. Hay khi kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải là người có bằng cấp về bảo vệ thực vật là không cần thiết, mà chỉ cần người bán hàng trực tiếp có trình độ là được. Và doanh nghiệp cho rằng nếu vẫn còn giữ những quy định đó thì là không thực tế và doanh nghiệp còn phải rất khổ sở. Tiếp đến, trong lĩnh vực cây trồng và giống cây trồng, doanh nghiệp cũng liệt kê những điều kiện kinh doanh vô lý như pháp lệnh giống cây trồng quy định, khi công nhận giống cây trồng chỉ thành lập một hội đồng. Nhưng bản hướng dẫn thực hiện pháp lệnh lại quy định phải thành lập 4 hội đồng. Khi công nhận giống cây trồng thì pháp lệnh quy định chỉ cần có 2 lần khảo nghiệm sản xuất thử. Nhưng bản hướng dẫn đưa ra lại quy định 3 lần. Pháp lệnh không quy định diện tích là bao nhiêu, nhưng hướng dẫn lại quy định mấy nghìn hecta. Bên cạnh đó, theo phản ánh từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, luật trồng trọt còn nhiều đề xuất không thực hiện được. Cụ thể như quy định quản lý tất cả các giống cây trồng từ chính đến phụ. Cây trồng phụ do chính phủ quy định, nếu không đăng ký, không công bố thì dân không được sản xuất. Đây là điều rất phi lý, vì hiện nay có mấy vạn giống cây trồng phụ như dược liệu, lâm nghiệp, hoa, rau, mấy chục vạn tồn tại trong sản xuất. Trong khi luật quy định, nếu không công bố thì dân không được sản xuất. Vậy ai đứng lên công bố cho người dân sản xuất mấy chục vạn giống cây trồng này? Đó chỉ là một vài ví dụ điển hình về những điều kiện kinh doanh vô lý của ngành nông nghiệp đang gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành này. Và đúng là có chuyên gia đã nhận định rằng, hiện nay còn tồn tại rất nhiều điều kiện kinh doanh mà khi đọc lên, không ai nghĩ rằng những điều kiện kiểu như thế này vẫn đang còn tồn tại. Đồng thời mục tiêu quản lý, tức là mục tiêu nhà nước muốn đảm bảo chất lượng sản phẩm tận cuối cùng, hay là ông muốn kiểm soát quy trình, thì hiện tại là đang kiểm soát cả hai, vừa chất lượng sản phẩm vừa quy trình, cái này chúng ta nên đổi kém và rất cạnh tranh. Sản xuất đến đâu, sản xuất như thế nào, thì theo tôi đấy là cái vấn đề của doanh nghiệp. Thế ví dụ như chúng ta đặt ra các điều kiện kinh doanh quy định là doanh nghiệp phải sở hữu một cái, phải sở hữu chứ không được thuê chẳng hạn, một cái máy móc, một cái nhỏ nhà kho, hoặc chúng ta phải có một cái nhà kho có một cái công suất tối thiểu, hay là chúng ta phải có 3-4 cái máy móc vân vân, thì tất cả những cái quy định như vậy tự khắc nó làm hạn chế cái sự sáng tạo, làm hạn chế làm gia tăng cái chi phí, có nghĩa rằng là cùng một quy mô kinh doanh, doanh nghiệp có thể có những phương thức tổ chức kinh doanh làm sao nó phù hợp và theo cái cách mà nâng cao hiệu quả nhất, thì những cái điều kiện kinh doanh như vậy theo tôi hoàn toàn có thể xem xét để bãi bỏ. Và ở đây thì đôi khi chúng ta không hiểu một cách tiêu cực, bãi bỏ có nghĩa là bãi bỏ hoàn toàn, mà thay vào đó thì chính phủ có thể nói rằng là dùng những biện pháp khuyến khích để doanh nghiệp thực hiện cái, ví dụ như là ban hành tự xây dựng một bộ tiêu chuẩn của mình, công bố và áp dụng, và nhà nước theo dõi cái việc họ tự tuân thủ cái quy định của họ, hay là khuyến khích doanh nghiệp xây dựng cái bộ thực hành sản xuất tốt và họ công bố công khai, và khi công bố công khai và họ cam kết thì có nghĩa rằng là nó ràng buộc như pháp luật, nhưng đó là cái của doanh nghiệp thấy phù hợp với mình, và nhà nước này căn cứ theo những tiêu chuẩn đó để giám sát, thì như vậy nó vừa đảm bảo được cái nâng cao hiệu quả do doanh nghiệp sáng tạo, vừa đảm bảo cái hiệu quả ta gọi là quản lý nhà nước, có nghĩa là đảm bảo cái mức độ an toàn tối thiểu của sản phẩm. Rõ ràng đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đáng ghi nhận, nhưng cũng cần khẳng định cần phải có sự đầu tư công sức, ra soát và đề xuất cắt giảm hợp lý và có tính thực tiễn. Đó mới là điều mà cộng đồng doanh nghiệp mong chờ. Có doanh nghiệp đã từng nêu ra một nghịch lý rằng trên đường phố nhan nhản những chiếc xe gắn máy
chở những con lợn được mổ phanh từ lò mổ rồi bày bán trên các vỉa hè, chợ cóc mà không ai đến kiểm tra, kiểm nghiệm. Trong khi những doanh nghiệp như chúng tôi làm ăn không thể đàng hoàng hơn thì lại gặp muôn vàn khó khăn để tồn tại. Thực sự đó không chỉ là một lời kể chuyện thông thường nữa, mà đó chính là tiếng kêu cứu của các doanh nghiệp đang muốn kinh doanh một cách chân chính, minh bạch thì lại đang gặp phải quá nhiều khó khăn từ các quy định của pháp luật. Đã có rất nhiều bài học từ việc đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh và tính thực tiễn của những đề xuất này. Ví dụ, trong quá trình rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp, Bộ này đề xuất đơn giản cắt giảm hoặc bãi bỏ 43 trên 98 điều kiện kinh doanh thuộc 7 ngành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đạt tỷ lệ 44%. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp có thể lên đến 60% thay vì 44% như đề xuất. Hay như Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đề xuất phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh với tỷ lệ cắt giảm đạt 51,9%. Tuy nhiên, trước phương án đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia nhận định cần có sự rà soát nghiêm túc và cắt giảm nhiều hơn nữa thì mới có thể tháo gỡ được những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải. Thậm chí, các chuyên gia còn khẳng định những đề xuất cắt giảm này của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thể hiện được đầy đủ tinh thần chính phủ kiến tạo. Nói chung là các quy định về điều kiện kinh doanh của ngành giáo dục và đào tạo có những cái đặc điểm nó không được ổn. Và kể cả sau khi đã được rà soát, sửa đổi và đã đề xuất các một số phương án cắt giảm và đơn giản hóa thì tôi thấy rằng vẫn rất nhiều điều cần phải tiếp tục có thể sửa đổi để mà làm tạo ra một cái khung khổ pháp lý về kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục nó tốt hơn. Tôi đánh giá là cái hai nghị định và cũng như phương án sửa hai nghị định này thì vẫn chưa thể hiện được cái tinh thần gọi là tinh thần kiến tạo mà Thủ tướng Chính phủ đây đề ra. Từ cái trường hợp của Bộ Công Thương thì tôi thấy rằng là đây có thể là một điển hình tốt để các bộ khác cũng phải thấy rằng là cũng cần phải có sự thay đổi, cũng cần phải chủ động hơn trong cái việc rà soát cái điều kiện kinh doanh và dự kiến những cái điều kiện kinh doanh mà sẽ bãi bỏ. Và nếu như chúng ta thấy được rằng là có một cái sức lan tỏa rất là tốt ở các bộ khác và các cái lãnh đạo của các bộ liên quan khác thì cũng chủ động trong cái việc và thực sự là quyết tâm cải cách thì tôi nghĩ rằng là những cái điều kiện kinh doanh này sẽ được bãi bỏ một cách đáng kể. Không phải là chỉ có 675 điều kiện nữa đâu mà theo kiến nghị của chúng tôi là gần đến 3.000 điều kiện có thể bãi bỏ được. Những cái điều kiện mà thực sự là chúng ta không cần phải quản lý bằng điều kiện kinh doanh, có thể bằng quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc là bằng những cái hướng văn bản hướng dẫn hoặc là những cái tài liệu hướng dẫn. Thay vì là những cái điều kiện kinh doanh mà cảm thấy như một cái rào cản rất là lớn, nặng nề đối với doanh nghiệp. Rõ ràng, với những động thái mà các bộ ngành đang triển khai, thì điều mà các doanh nghiệp mong chờ là những hành động cắt giảm điều kiện kinh doanh có nghiên cứu sâu và kỹ, hơn là những việc cắt giảm theo kiểu gộp hai thành một, bỏ bớt câu chữ, hoặc cắt giảm những thứ không ảnh hưởng mấy, còn những khó khăn thì vẫn còn tồn tại. Luật pháp có tốt thì thực thi nó mới tốt. Luật pháp chưa tốt, thực thi tốt nó chỉ cải thiện một phần. Cho nên tôi, quan điểm của tôi cho rằng là vẫn cần đánh vào chất lượng của hệ thống pháp luật. Vẫn cần một cuộc cải cách. Thì tôi chỉ kiến nghị như thế này thôi này. 19 và 3 năm vẫn tiếp tục. Nhưng tôi kiến nghị thêm rằng cần có một cuộc cải cách toàn diện về hệ thống quy định pháp luật. Nâng cao chất lượng của hệ thống quy định pháp luật. Nhưng tôi không kiến nghị theo kiểu ngày xưa nữa. Là nâng cao chất lượng nữa mà tôi kiến nghị như thế này này. Bỏ chứ không có nâng cao của chúng ta, không có chúng ta gặp cái bẫy. Chúng ta bảo là sửa thì có nghĩa là cho thêm vào, hoặc có thể bỏ ra, nhưng mà thường sửa là hay cho thêm vào. Nên tôi chỉ kiến nghị là bỏ những cái gì mà nó cản trở cạnh tranh, gây ra rủi ro, cản trở sự sáng tạo, phi thị trường thì phải bỏ. Cho đến nay thì chúng ta chưa được đánh giá cao về cái chất lượng thể chế, cái chất lượng của các cái thủ tục hành chính. Việt Nam mới đang được thế giới đánh giá cao ở cái sự ổn định về chính trị xã hội, ở cái quy mô của thị trường và ở cái chi phí lao động thấp. Chứ chúng ta chưa được đánh giá cao ở cái chất lượng thể chế và cái chất lượng của thủ tục hành chính. Và chính vì vậy cho nên cái yêu cầu quan trọng nhất để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho các doanh nghiệp vẫn là cái tiếp tục rà soát
sửa đổi các cái quy định pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh. Bản chất của chúng tôi là những trường tư thục, mà nếu đã là những trường tư thục thì cái nguồn ngân sách hoạt động của chúng tôi không đến từ phía nhà nước, cho nên là tài chính chúng tôi đã tự chủ thì hãy để chúng tôi tự chủ về mặt chương trình. Và nếu như mà nhà nước lại đang đưa ra một cái hướng quản lý rằng là tài chính thì doanh nghiệp tự chủ nhưng chương trình thì nhà nước lại quản lý, thì thực sự là chúng tôi sẽ phải có những cái bài toán mang tính chất như chị nói là lách luật. Bởi vì sao ạ? Khi mình là doanh nghiệp, mình phải có trách nhiệm với khối tài sản mà mình đã đem ra, thì rõ ràng là khối tài sản đó là đáp ứng với nhu cầu của thị trường, nhưng cái nhu cầu của thị trường đấy lại phải chịu ràng buộc trong khung quản lý của nhà nước, thì thực sự là chúng tôi sẽ phải có những cách ứng xử cho nó linh hoạt. Chúng tôi nghĩ là sau nghị quyết số 01 của Thủ tướng Chính phủ đầu năm 2018 thì đây là một cái công cụ, một cái kim chỉ nam để cho các cái bộ ngành, các cái tỉnh thành phố để tiếp tục cắt giảm. Bởi vì từ 2016 đến nay thì chúng ta đã cắt giảm được hơn 50%, nhưng còn 50% còn lại thì rất nhiều các cái tổ chức hiệp hội, các cái doanh nghiệp tại các diễn đàn vẫn yêu cầu lãnh đạo quản lý nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành vẫn phải tiếp tục cắt giảm. Bởi vì nếu càng cắt giảm bao nhiêu thì sẽ tạo mọi điều kiện về đầu tư kinh doanh một cách nó thuận lợi, một cách công bằng, một cách minh bạch. Với các quy định pháp luật doanh nghiệp thì cũng chưa đủ để mà kiểm tỏa toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp, mà cần phải các cái quy định của trong tất cả các hệ thống pháp luật Việt Nam. Đấy. Thì mới có thể là tạo nên một cái gọi là hệ thống pháp lý đồng bộ và toàn diện để mà kiểm tra giám sát cái hoạt động doanh nghiệp. Chắc chắn là trong thời gian tới thì là chính phủ cũng như Bộ Kế hoạch Đầu tư và các ban ngành có liên quan tư vấn cho chính phủ để mà tiếp tục rà soát lại những cái ngành nghề nào mà không tác động tới những cái mình đã trao đổi vừa rồi, là cái an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, lợi ích chung của nền kinh tế, thì nên là gỡ bỏ ra khỏi những cái gọi là những ngành nghề, 243 ngành nghề, tức là loại bỏ khỏi những cái danh mục của 243 ngành nghề gọi là hạn chế kinh doanh, để nhằm tạo cái điều kiện không những cho doanh nghiệp trong nước mà cho các nhà đầu tư nước ngoài, họ sẽ được tự do kinh doanh theo đúng cái pháp luật Việt Nam mình, đặc biệt là nó phải theo đúng cái tinh thần của cái hiến pháp 2013 đã được ban hành, thì rất cần có sự chỉnh sửa và tiếp tục rà soát. Tiếp theo đó chúng ta phải kiểm soát lại những cái luật mới ban hành, rồi những nghị định mới ban hành. Có rất nhiều nghị định mới ban hành nó lại để thêm các cái quy định về điều kiện kinh doanh, nên cần một sự giám sát rất là mạnh mẽ, rất là chặt chẽ để cho nó không mọc thêm, mà mọc thêm chỉ là những thứ thực sự cần thiết, nó phải lý giải được cái mục tiêu chính sách mà nó bảo vệ. Cắt giảm điều kiện kinh doanh, môi trường kinh doanh minh bạch là những cụm từ đang được nhắc đến quá nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, để những cụm từ này thực sự đi vào cuộc sống, để doanh nghiệp được hưởng lợi thực sự thì không phải là việc dễ làm. Nó sẽ không chỉ là những khẩu hiệu để hô to. Cái mà doanh nghiệp cần là những hành động mạnh tay và cụ thể. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Nguyễn Văn Bình ở Hà Nội có gửi thư về chương trình và hỏi: tôi có một thắc mắc rất mong luật sư giải đáp. Công ty tôi là công ty nước ngoài có thành lập văn phòng đại diện và công ty con tại Việt Nam. Vậy trưởng văn phòng đại diện có được đồng thời là giám đốc công ty con ở Việt Nam hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Căn cứ theo quy định tại điểm D khoản 6 điều 33 nghị định số 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về luật thương mại, văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, người đứng đầu văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, đối chiếu vào trường hợp bạn hỏi, thì doanh nghiệp nước ngoài của bạn là thương nhân nước ngoài, thì trưởng văn phòng đại diện sẽ không được đồng thời là giám đốc của công ty con thành lập ở Việt Nam. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vtv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.